mấy ton luôn á các anh chị và các bạn. Em sẽ hát hôm với hủ tơi và ớt và để bữa ăn là bữa cơm trưa gia đình. Đây vừa ra một bát của Phúc đang trồng. Phúc đang làm ngành mai cho nên là không có chăm sóc nhiều nên nó không tốt mấy lắm. Ớt của Phúc đang trồng trái rất là nhiều. Các bạn xem trên kênh Món Ngon Mỗi Ngày của Phúc Khang. Các anh chị xem nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh Món Ngon Mỗi Ngày của Phúc Khang nha. Cảm ơn các anh chị đã ủng hộ trong thời gian qua. Ớt sai trái, quá trời trái luôn các anh chị và các bạn. Làm rất là lẹ, xào lên chiên cái trứng đó là xong. Nước tương thì dầm ớt. Ớt thì Phúc Khang cũng hái nhiều nhà luôn. Ớt tươi, ớt sạch luôn, không có mua. Mời cả nhà ăn cơm cùng với Món Ngon Mỗi Ngày của Phúc Khang. Các anh chị xem video nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cho Món Ngon Mỗi Ngày nha các anh chị. Gạo này giới thiệu với các anh chị và các bạn luôn, gạo này là mùa dịch Phúc Khang nhận của ủy ban xã gửi tặng mỗi nhà 15 kg gạo trên đầu người, thì Phúc Khang cũng không có chê. Cơm thì nó cũng khô thiệt nhưng mà ăn rất là ngon. Có nhiều người ta không có gạo ăn nữa cho nên mình không có chê, có gì mình ăn đó, không có chê gạo, không có khen đó. Đơn giản Phúc Khang ăn chỉ vậy thôi. Cảm ơn cả nhà xem video của Phúc Khang quên cô ở trên kênh Món Ngon Mỗi Ngày. Các anh chị xem nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Món Ngon Mỗi Ngày nha các anh chị.